Đậu ơi, đâu rồi, dậy chưa? Đi học nào. Chào bố yêu Yeah, rồi ôi. Đánh răng rửa mặt đi, con mẹ đánh chào răng rửa buổi mặt cho con. sáng bố yêu. Đậu ơi, đi vào, vào Đánh đây răng, đánh đánh răng răng, rửa đánh mặt răng. nào. Đánh răng rửa mặt nhé. Đấy, ba Đậu lô đi. của em đây. Ba lô của Đậu đây rồi, mắm xin. À, trước khi mà Đậu đi học thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn khám phá cái ba lô của Đậu xem là Đậu đi học có những gì nhá. Đây, Xem là Đậu mang gì đi học Đậu nhỉ? ơi, con giới thiệu cho mọi người là xem là đi học thì con mang cái gì nhỉ? Đầu tiên đấy chính là quần. Con lấy từng thứ ra con giới thiệu cho mọi người đã. Đầu tiên là gì? Quần. Quần á. Rồi, Đậu xếp quần ra đấy. Xếp quần ra đây. Vâng. Tiếp đến là cái gì nhỉ? Áo ạ. Cái gì Áo. Áo ạ, con phải nhìn chứ, nhìn vào máy. Đây, Áo ạ. Đúng rồi. Một sau bộ quần đấy áo được là thay. đến bánh kẹo cheese với cả đồ ngủ của em. Dạ vâng ạ. Của đồ đồ ăn của Đậu đây à. Đậu để ra đây cho mẹ. Và không thể thiếu được cái gì nhỉ? Lifebuoy. Tại sao lại có cái này? Vâng. À, tại sao lại có nhỉ? Để mình rửa tay ạ. rồi ok, không thể thiếu được. Đang đi học thì ở trên lớp thì cũng rất là hay chơi và nghịch ngợm với rất là nhiều vi vi trùng vi khuẩn này, cho nên là em bé Đậu đã phải có cái này để mà đi học, để mà rửa tay vừa nhanh vừa tiện mà lại vừa sạch nữa. Rồi đây, đồ đi học của em bé Đậu đây thì quần thì áo này. À, con còn quên cái gì nữa không nhỉ? Còn quên hai bạn gì mà con hay mang đi học nhỉ? Đây. Con bày ra, con lấy ra, con lấy, con bày hai bạn ra. Rồi. Nhưng mà bấy ngày bạn đấy là con phải mang về nó, mẹ mua cho con. Mang đi xong mang về không lại quên nhá. Đấy mọi người ơi, Đậu đi học thì thường có những cái đồ dùng như thế như bao nhiêu là bạn nhỏ khác thôi. Quần áo này để không may ở trên lớp có bị bẩn gì thì thay luôn này. Và đồ ăn vặt thì cũng không thể thiếu được để con có thể nạp năng lượng này. Và cũng không thể thiếu được nước rửa tay để con có thể bảo vệ mình cho cả một ngày dài đi học. Và các bố các mẹ cũng hãy nhớ thế nhá. Hãy luôn chuẩn bị cái hành trang đầy đủ cho con đi học để con được bảo vệ toàn diện nha. Còn bây giờ thì Đậu đi học nha. Đậu ơi, bây giờ thì Đậu cùng đi học nhá. Đi học không có ngủ. Đậu ơi, mẹ bảo này, bây giờ trước khi đi học con muốn được ăn món gì nhỉ? Con muốn được ăn món gì không? Ăn trứng và ăn súp. Súp á? Con không có từ ạ à? Con lại quên nói ạ à rồi à? Thế bây giờ con chào mọi người à. Đậu đi chào học đây. Đậu đi học đấy, chúc mọi người một ngày vui vẻ nhỉ. Nào, 2, 3. Chào mọi người à. Đậu đi học đây. Chúc mọi người một ngày thật vui vẻ. Bây giờ thì bọn mình sẽ cùng đi đón Đậu thôi. Đón Đậu về để đi chơi. Bố mẹ của các bạn cũng đang đi đón các em bé dần rồi đây. Đây có bạn dê này. À, có bạn dê đáng yêu này. Đã sờ thử bạn dê này. Đây này, bắt thử sờ sừng bạn dê đi. Bạn dê đáng yêu. Đấy. Thích không? Bạn yêu. Sao nó lại mọc? Mọc sừng á? Sao lại mọc sừng á? Vì con dê là phải có sừng giống con bò, con trâu ấy. Ê. Nó lắc lắc lắc. Đúng rồi. Đậu thử sờ bạn dê đi, bạn thử bạn này. Bạn dê đáng yêu không? Đậu thích người dê không? Có. Bố mua con dê cho Đậu người nhá. À, dê đáng yêu kích khủng luôn. Chạy, à, con chó đang đang ăn cỏ à? Đang ăn cỏ. Dê nó có răng. Nó có răng, nó thấy con đang cho tay vào. Nó như này. À, nó như này. Chờ đứng bạn dê này. Đậu có muốn nghe bố kể một câu chuyện rất hay về bạn dê không? Đậu ơi, Đậu, bố có một câu Đậu chuyện ơi. Gì về bạn dê đấy?
Cô có một câu chuyện cổ tích rất là hay của bạn dê không muốn nghe. Ui, thật đó. Đó chính là câu chuyện thầy bói xem dê. Có năm ông thầy bói xuống vào này, thì xem sờ. Đấy dê hay quá, cứ sờ sừng dê này, sờ tai dê này, sờ lưng dê này, sờ chân dê này. Các ông thầy bói ấy, mắt mù không nhìn thấy gì cả. Thế nên là cứ sờ sờ để kiểm tra là cái con này nó như thế này, nó như thế này. Nhưng mà là ông bụt ông lại hiện lên. Ông bụt hiện lên là thầy bói vẫn nhìn thấy. Đậu đi sang. Ông bụt hiện lên trong tâm trí của các thầy bói, dặn là các thầy ơi, chơi dê xong là phải làm sao nhỉ, đậu nhờ. Đúng. Ai kia? Ra đây. Thế là ông bụt dặn các thầy là các thầy ơi, chơi dê xong thì phải. Đúng rồi, không là con vi khuẩn, vi trùng nó sẽ xâm nhập vào trong. Nhưng mà trong này toàn vi khuẩn. Đúng rồi, sẽ rất là bẩn, mất vệ sinh. Cụ thể là phải rửa tay nhá, thì mới sạch đúng không? Vâng, nhưng mà có một tiếng trình. Thế bây giờ mình lại đi chơi tiếp nhá. Ok, yeah, bye bye bạn dê. Chúng ta chơi bạn dê có vui không? Có ạ, con thấy vui lắm. Thế bây giờ chơi với cả các bạn động vật xong thì mình phải rửa tay đúng không? Rửa tay tiếp đi bố ạ. Đúng rồi, rửa tay để giữ gìn vệ sinh thật là đây này. Tốt. Nhưng mà trước khi rửa tay là bố phải yêu cầu Đậu đọc cho bố một đoạn thơ, Đậu có đồng ý không? Rồi ạ. Ok, bố sẽ mở bài thơ nhá. Nào, Đậu đọc đi. Bói đúng là chuyện của trời, chúng ta vô còn lặn người chúng ta. Đừng như thầy bói bao hoa, rửa tay không được qua loa vội vàng. Yeah. Rất là đáng yêu rồi, cho nên cô sẽ cho động rửa tay nhá. Nào xòe tay ra con. Đấy. Cái bài thơ vừa rồi nó mang ý nghĩa. Rửa tay đúng bước như nào nhỉ con nhỉ? Dặn dò các bạn bé là khi sau khi chạm vào động vật nuôi hay là động vật là phải biết giữ gìn vệ sinh, cách rửa tay để bảo vệ sức khỏe của mình, bảo vệ khỏi vi khuẩn vi trùng xâm nhập. Chưa? Đại ông tôi đã dặn rồi. Về nhà tôi. Bận hết rồi, tắm rồi đi chơi nhé. Ok. Biết chữ rồi nên là bây giờ đi ăn món, này tặng món luôn thôi. Món này món gì đây? Lợn mắm. Con thích ăn lợn mắm nhất à? À lợn. À chọn đây. Và những bò quay. Và những bò quay. Con xuống lưỡi. Đúng rồi.
xong đã rửa tay thật sạch nào. Rửa tay thật sạch chưa nào? Sạch chưa? À thì gửi đi. Ui, thơm tuyệt vời. Cái đóng á, rửa tay thật sạch có sức mà đánh giặc nhớ chưa? Nhớ chưa không hả? Ok, ăn đi. Con trước khi ăn con mời bố mẹ đi chứ. Con mời bố mẹ ăn nha. Con mời bố mẹ ăn ạ, à, thật là vui vẻ ạ. À. Ăn thôi, mời cả nhà. Ăn thôi. Mời tất cả mọi người. Chán với cái này, chán với cái này. Chán rồi. Cái này nó bé. Bé á? Đây bé hơn à? Vâng. Không thích cái này à? Vâng. Nhưng mà con có giữ gìn không? Có. Có á? Vâng ạ. Thế thì xin bố đi xem nào. Xin đi nào. Nhưng mà nó mấy tuổi hết. Con có cho xuống nước không? Không ạ. Con còn nhớ mấy cái ô tô điều khiển của con còn cho xuống nước không? Thế là không cho nữa nhá. Ok. Ngồi xe này cho đậu. Mẹ mắng mua cho đậu quyển sách này nhá. Vâng ạ. Quyển sách này tên là gì con đọc đi nào? 50 giáo viên tốt cần dạy trẻ ạ. Bé thôi, ngoan lắm. Thì mẹ mắm sẽ dạy cho con thành một em bé ngoan nhá. Tối nay bố Duy nhớ đọc cho con nhá. Ok, để tối nay bố sẽ đọc cho đậu. Bố mua cho đậu được quyển sách rất là hay này. Ở đây là cái quyển sách là 50 thói quen tốt cho các bạn trẻ. Bố đọc cho đậu nhé. Ừ. Ok. Chăm sóc răng miệng rất là quan trọng. Đậu xem này. Hàm răng sẽ đi theo ta suốt đời. Vì vậy hãy chăm chỉ chăm sóc răng miệng. Các bạn nhỏ thân mến, hãy cùng nhau đánh răng đúng cách nha. Thứ nhất là cần đánh răng sau khi thức dậy và à gì? À, đánh răng buổi sáng. Đúng rồi, bánh buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ mỗi ngày. Thời gian đánh răng mỗi lần không được ít hơn bao nhiêu nhỉ? 3 phút. Đúng. Khi đánh răng là phải đánh từ trên xuống dưới với hàm trên và từ dưới lên trên với hàm dưới. Đậu có đánh như thế không? Tốt. Phải đánh cả mặt nhai và mặt trong của răng. Giữ gìn vệ sinh răng miệng cũng là rất là quan trọng con nhé. Con nhớ chưa? À, ở đầu ngay đầu trang đã có bài học về vệ sinh rửa tay. Bố sẽ đọc cho Đậu về cái bài học về giữ vệ sinh và chăm rửa tay nhá. Mỗi ngày đôi bàn tay nhỏ của chúng ta phải tiếp xúc với vô số đồ vật, cũng sẽ tiếp xúc với rất nhiều là vi khuẩn. Vì thế là cần nuôi dưỡng thói quen rửa tay, như vậy mới có thể khiến vi khuẩn không còn nơi ẩn náu, giúp cơ thể khỏe mạnh. Các bạn nhỏ thân mến, hãy cùng nhau rửa tay đúng cách nhé. Thứ nhất là làm ướt tay, xoa xà phòng hoặc dung dịch rửa tay và trà trong 1 phút. Cái này Đậu rửa rất là giỏi rồi đúng không? Đậu biết cách rửa tay rất là giỏi rồi, nhưng bố vẫn nhắc lại để cho Đậu phải thật nhớ. Rửa thật kỹ lòng bàn tay, các ngón tay, các kẽ và móng tay này. Thứ ba là sau khi đã trà sát hãy rửa thật nhiều lần dưới vòi nước. Con thấy bạn đang rửa dưới vòi nước không? Sau khi rửa tay là phải lau. Đúng chưa? Tay. Đúng. Các bé ngoan hãy nhớ kỹ này, bàn tay nhỏ rửa thường xuyên trước khi ăn và vệ sinh xong. Đấy, và chơi đồ chơi là phải rửa sạch. Nhớ chưa? À thế hôm nay là Đậu đi chơi với bạn Dê xong rồi Đậu học được bài học rửa tay đúng không? Là bài học gì nhỉ? Đậu có nhớ bài học gì không? Bài học rửa tay là thầy gì nhỉ? Thầy bói xem gì? Xem gì? Đúng. Đậu thấy bài học này có hay không? Ừ. Thế còn bài học thứ hai mà hôm nay mà bố mẹ dạy cho Đậu là bài học gì, Đậu có nhớ không ạ? Đậu nhớ không? Bài học gì lúc mà chỗ đi ăn ấy nhỉ? Chỗ nữa đi bố. Bài học đánh giống. Đậu nhớ đấy. Hai chúc con nhiều ngủ ngon nha. Rồi. Tắt đèn nhá. Ok. Ngủ luôn đấy nhá. Anh chúc bố ngủ ngon đi. Anh chúc bố ngủ ngon ạ. Thế còn mẹ? Anh chúc mẹ ngủ ngon ạ. Tắt đèn đi bố mẹ ạ. Tắt nha. Bye bye.